sống hiện tại của mình thì cũng giống như các bạn khác thôi, cũng đi học và đi làm. Lúc đi học thì có nhiều bạn bè nè, lúc đi làm thì có các anh chị đồng nghiệp. Thế nên đối với mình thì cuộc sống hiện tại đến bây giờ cũng khá là ok. Mình chỉ ra ngoài với những người mình cảm thấy thoải mái khi đi cùng thôi. Đó giờ thì mình cũng ở một mình. Thì bây giờ nếu mà không có người yêu thì cũng không có gì đáng lo. Rảnh rỗi thì mình sẽ thường là rủ bạn bè đi nhậu hoặc là đi pub, đi bohem này kia. Cho nên là nếu mà có người yêu thì cũng không có nhiều thời gian cho lắm. Mình hay ở nhà thường xuyên. Tại vì hiện giờ thì mình hạn chế tiếp xúc với người lạ. Mình cũng không biết sao nữa, nhưng mà chỗ này mình không thích ra đường nhiều. Cảm thấy mình rất là cô đơn và giống như là không ai để ý tới mình. Mình không tồn tại trên thế gian này. Mình cảm thấy hơi ganh tị với tụi thân tí. Nếu mà lố quá thì min cho tới chết. Nếu mà người ta làm những hành động thái quá ở nơi công cộng thì sẽ min cùng với bản thân. Nói chung là cũng tình cảm thì cũng dễ thương. Chỉ muốn lên đạp cho cái. Nhưng mà vấn đề là mình làm không được, cho nên là tối về không. Thì họ yêu nhau, họ có quyền làm vậy thôi. Mà được cái là mình được xem phim miễn phí nên mình cũng thích. 두려웠거든. 뭐가요? 다시는 당신을 못 보게 되는 게. 어떡해! 자! 아이짜. 괜찮아요? 방금 홍사님 왔다 온 것 같은데. 상관없어. Cung này cũng đại đi mà chắc. Wow. Cảm thấy là ekip làm cái clip này rất là tàn nhẫn đối với mình. Cảm giác bây giờ của mình là rất là ganh tị và muốn có người yêu ngay lập tức. Vẫn không muốn có bồ. Dạ không có bồ. Cứng lắm không có bồ. Thiệt không? Mày mới là muốn có bồ á. Ok, nhìn coi clip tiếp xong thì thấy tình yêu vẫn một cái đó rất là dễ thương. Vẫn muốn có được người quan tâm. Sau này mà người yêu mình thì vẫn muốn có được những người quan tâm mình một cách thể hiện bằng hành động nhiều hơn là nói. Thật ra thì coi xong thì cũng thấy cũng thích, cũng muốn có người yêu thật. Tại vì mình không thể nào mình phủ nhận cái chuyện mà không lúc nào mình cảm thấy cô đơn được. Mình thấy là cũng vui chứ. Tại vì nếu mà có người yêu để đi chơi, đi ăn, đi uống, làm những cái việc mà nó hơi đi rồ một chút với nhau, nó cũng gọi là nó rất là hay, nó rất là lãng mạn. Mình thường thích người lãng mạn, thích mơ mộng. Mình cũng rất là thích phim ngôn tình. Phim tình cảm lãng mạn, nhưng mà đối với mình thì mình không kỳ vọng vào việc tìm kiếm người yêu. Theo mình thì cái gì nó đến nó sẽ đến.